sinh những phút yên bình. Đến một ngày chợt nhận ra tình thân vô giá, nước mắt rơi nhìn sau lưng là những ngày lạc lối. Dòng người thì cứ đi qua, một mình ta đứng lặng lẽ giữa phong ba. Mới yêu ra ai còn mãi bên ta, hạnh phúc gần sát bên, cứ ngỡ cuối chân trời. Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là hư vô? Những điều ta cứ mong chờ không lẽ là tiếp cận kêu cứ để làm cái gì? Khải mau! Mày không nói gì vậy? Mày tưởng là mày câm không? Tao sẽ không có cách khiến cho mày mở miệng ra hả? Để tao rạch rỗng cái miệng mày ra để mày nói. Tôi không có làm gì đâu. Tôi nghèo khổ, ai sai tôi cái gì tôi làm cái đó. Tôi lỡ đụng con gái của bố già Thiết tôi mới vậy thôi. Tôi xin anh mà. Vậy mày nói mau, mày tiếp cận Kim Cương với mục đích gì? Nói! Tôi chỉ muốn gặp cô ấy. Tôi xin cô ấy cho tôi một con đường sống thôi. Tôi không có làm hại cô ấy đâu. Anh tin tôi đi, anh tin tôi đi. Nếu vậy tao sẽ không cho mày cơ hội để nói nữa, để mày không còn gian xin lòng thương hại của người khác, đúng không? Anh Dũng! Ông có mà. Đừng có đánh nữa. Cô hai, đủ rồi, em không ngờ anh lại là con người bạo lực đến như vậy. Hở một chút là đánh đấm, anh tra tấn người khác như vậy hả? Kim Cương à, em tránh ra đi. Em cũng biết là nó tiếp cận em để lợi dụng. Nếu mà nó lấy được cái mật mã của cái xác đó, em biết hậu quả sẽ như thế nào không? Anh nói hay lắm. Được, nếu như có hậu quả, em sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh đừng có như vậy nữa được không? Anh muốn đánh chứ gì? Anh thích đánh lắm chứ gì? Được, anh đánh đi, anh đánh em nè. Em tôi không thể giúp gì cho anh được hết. Anh đừng có để cho người của ba tôi tìm thấy anh nữa. Anh đi đi, và đừng bao giờ quay lại tìm tôi nữa, biết chưa? Dạ, cảm ơn cô hai. Kế hoạch lại bể nữa rồi. Làm sao về nhà nói chuyện với anh quay đây? Em không có muốn xen vào chuyện của anh, nhưng dùng nắm đấm không có giải quyết được chuyện gì hết á. Anh hiểu em, em không cần phải giải thích. Anh thấy mình là một kẻ bất lực trong mắt của em. Anh chỉ là một kẻ nóng nảy và thích bạo lực thôi. Không có. Nếu em nghĩ anh như vậy, chẳng khác nào em gián tiếp nghĩ xấu cho ba em. Em biết những gì anh đang làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho em thôi. Kim Cương à, em không có hiểu được tâm tính của con người đâu. Bởi vì em quá trong sáng, quá lương thiện, nên em nghĩ ai cũng giống như em. Em không cần biết người khác như thế nào. Em chỉ hy vọng ba em và những người thân bên cạnh em lúc nào cũng lương thiện, không nhúng tay vào những việc bạo lực và phi pháp.
Anh Huy, khốn kiếp, nói cho tao biết con gái của bố già có làm theo lời mày nói không? Anh ơi, mình thiếu may mắn nữa rồi. Hình như là ông Thiết ông biết chuyện nên ông tăng cường bảo vệ. Em không thể nào tiếp cận được con ổng hết anh Quay. Khốn kiếp ơi, khốn kiếp. Anh Quay, mày đáng bị như vậy lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì biết tới chừng nào tao mới chạm tay vào bí mật của bố già Thiết, rồi không chừng cái lão trung săn hèn cho người giết tao lúc nào không hay. Mày vui mà. Anh Quay, em đã làm hết sức rồi mà anh Quay. Em chắc chắn một điều là viên đá mà chúng ta cần tìm nằm trong tay của hắn đó. Không phải tự nhiên mà một gã đầu đường xó chợ để trở nên giàu có gì đâu anh Quay. Tụi tao không biết sao nhắc tới chuyện đó. Cái thứ tao cần không phải là sự khẳng định của mày, mà là bằng chứng xác thực về viên kim cương xanh kia nó đang ở chỗ nào. Mày biết chưa anh Quay? Quay, chờ một thời gian nữa em nhất định sẽ tìm được manh mối mà. Nếu không nằm trong tay con gái của ông, có khi nào là một trong những người nhà của ông không anh Quay? Chết em anh Quay. Ý của mày là bà vợ và những đứa con khác của hắn à? Anh nghĩ đi, bố già Thiết có dài dột dấu viên kim cương ở chỗ con gái mình yêu thương nhất không? Nếu mà yêu thương nó, mục đích lớn nhất là giữ sự an toàn cho nó. Được rồi, mày cứ tiến hành theo dõi, không chừa bất cứ một người nào ra vào biệt thự đây mình. Nếu có tin tức gì, lập tức về đi báo cho tao biết liền. Dạ. Nhưng phải nhớ, lần này làm việc phải cho cẩn thận nữa, bởi vì chú San Hèn sẽ không cho tao với mày có nhiều thời gian đâu. Đi đi. Dạ. Dù hắn ta không có khả năng gây nguy hại cho kim cương, nhưng chúng ta đề phòng vững hơn. Hay là để cho kim cương nghỉ học một thời gian đi chú. Cậu nghĩ nó sẽ đồng ý theo quyết định này của tôi sao? Kim cương bây giờ càng lúc càng trưởng thành, không thể ép nó sống theo một khuôn khổ nhất định như ngày trước nữa. Hiện tại bây giờ cậu vẫn đang cho người tìm hiểu xem người đàn ông lạ mặt đó là ai. Con không tin hắn ta chỉ là một giang hồ quèn, làm việc và nhận tiền theo chỉ thị của một người khác. Con nghĩ có một cái nguyên nhân sâu xa nào đó. Kẻ muốn có mật mã kết sắt trong phòng làm việc của tôi chắc chắn là không đơn giản. Chú à, con nghe anh Trung nói là có một sự liên quan mật thiết nào đó đến viên kim cương xanh, nhưng mà con không hiểu tại sao tất cả các mũi lại chỉ thẳng vào chú như vậy. Cậu không nghĩ họ đang cố tình tung tin đồn nhằm biến tôi thành một đối tượng cho nhiều người săn đuổi, buộc tôi phải đối phó với những nguy hiểm đó mà buông lơi các dự án béo bở mà chúng ta đã thực hiện hay sao? Dạ, chú nói cũng phải. Về trường hợp của Vĩnh An, cậu có hoàn toàn tin tưởng người bạn này hay không? Dạ, con hoàn toàn tin tưởng. Con và Vĩnh An biết nhau từ hồi còn đi học. Cậu ta là một người rất có tài, nhưng mà chưa gặp thời vận cho nên tính tình có chút thay đổi vậy thôi. Ủa, mà Vĩnh An có làm điều gì khiến cho chú phật lòng hả? À, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi lại thôi. Cậu tin tưởng cậu ta thì được rồi. Thôi, cậu ra ngoài làm việc đi. Dạ, con xin phép chú.
Mày sao vậy? Có chuyện gì hả? Nè, tao hỏi thiệt mày nha. Có phải là suy nghĩ của phụ nữ là cái điều khiến cho mình khó hiểu nhất, có đúng không? Tao quen biết cô ấy mười mấy năm trời rồi, nhưng mà cuối cùng tao không hiểu gì hết. Có khi á, mày không cố tình tìm hiểu thì làm sao mày biết được? Ừ? Tao không biết là do tao có không tìm hiểu hay không, hoặc là cô ấy không cho tao cơ hội. Nhưng mà có một điều tao hiểu rất rõ, đó là tâm tính của phụ nữ không thể nào hiểu được. Lúc thì gần, lúc thì xa, lúc thì bô lô bô la cho qua chuyện. Mệt quá. Dũng, mày đang yêu hả? Mà cô gái đó là ai? Tao có biết không? Yêu cái gì mà yêu? Tao chỉ là tức cảnh sinh tình thôi. Mà nói thiệt nha, mỗi lần mà tao đi bên cạnh cô ấy, trong lòng tao cứ sao sao á, đầu óc tao cứ bấn loạn. Chứ không phải là lúc còn đi học mày có biệt danh là bất khả chiến bại trong tình trường hay sao? Tao nghĩ là lần này cũng không ngoại lệ đâu. Cố lên, tao sẽ ủng hộ mày. Nè, nếu biết cô gái đó là ai, liệu mày có ủng hộ tao không? Có khách đến tìm tôi sao? Dạ không phải, đây là xe mới của bà chủ thưa anh. Bà chủ mua xe mới khi nào mà tôi không biết? Dạ. Mẹ, đây là chiếc xe mới mà con rất là thích đấy mẹ. Ngày mai con đi học nhất định sẽ cho mấy đứa bạn con lát mắt cho mà coi. Xin phép anh. Anh à, anh mới về sao? Anh coi chiếc xe có đẹp không? Con trai mình còn nhỏ nhưng nó có sở thích không tệ chút nào. Chiếc xe trước của em mới vừa mua, chưa đầy 2 tháng, sao đổi xe mới vậy? Thạch anh nó không thích chiếc xe trước nữa. Nó nói ba của đứa bạn cùng lớp cũng đưa rước bạn nó bằng chiếc xe giống vậy. Nó không thích đụng hàng. Anh coi, quý tử của nhà mình nó cũng biết xài tiền mà. Vì sự đua đòi cùng đứa con đít mà em bỏ ra mấy tỷ đồng để chiều theo nó như vậy, em có biết em đang làm gì không hả? Chỉ có chừng đó tiền mà đã lớn tiếng với em như vậy sao? Em cũng vì nghĩ cho con thôi. Chẳng lẽ vì con mà em không làm được chuyện nhỏ cho nó như vậy sao? Bây giờ là xe hơi bạc tỷ, sắp tới là gì nữa? Nó đòi trực thăng hay là phi cơ, em cũng chiều nó hả? Ba, ba không thích cho con xài đồ thì thôi. Chỉ tiếc á, lúc nào con cũng mang tiếng là quý tử của bố già, mà xài có vài tỷ mà cũng lớn tiếng nữa, con không cần nữa. Thạch Anh, anh cưng chiều con gái của anh, có thứ gì mà anh tiếc với tụi nó đâu. Thạch Anh là con trai, nó xứng đáng được hưởng gấp 2 lần những gì cha nó có. Đúng là con hư tại mẹ mà. Sao mấy hôm nay mình bức rứt quá, thật khó chịu khi bị Dương Dũng cào nhào. Và không biết cái người kia có bị tiếp tục truy sát không nữa. Anh Bằng, anh định bỏ đi thật sao? Trong mắt anh không hề có em hả? Chỉ một vài câu xã giao với anh cũng khó khăn vậy sao? Em không thể nào xác định được đâu là con người thật của anh. Nếu mà anh cương quyết lạnh nhạt như vậy thì trước đây anh cứ bỏ mặc em trong nguy hiểm đi.
Như vậy em còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chúng ta có gì để nói với nhau sao? Anh nói đúng. Mặc dù em gọi anh quay lại, nhưng cũng không biết nói gì với anh hết. Được rồi, em chỉ muốn đứng đây hóng gió thôi. Anh có thể vào nhà rồi. Ở ngoài này gió lồng lộng như vậy, cô đang đứng đây hóng gió dễ bị cảm lắm đó. Chỉ một lúc thôi, anh đừng có đi được không? Dũng, dạo này tao thấy mày lạ quá. Mày không giống như hồi trước nữa. Tao hỏi thiệt nha, có phải dự án công ty thủy sản Hoàng Gia mà ông chủ giao cho tao có khiến cho mày phiền lòng không? Mày khùng hả? Tao là người giới thiệu mày với ông chủ. Bây giờ mày làm tốt công việc, được ông chủ tín nhiệm, thì tao phải mượn chứ sao phiền. Chỉ tại tao thấy thời gian gần đây tao thấy mày khác hẳn lúc trước. Nếu có chuyện gì mày không vui với tao, mày cứ nói thẳng để tao sửa chữa. Tao được như hôm nay đều nhờ mày. Tao không có muốn là bị mang tiếng phụ ơn bạn bè đâu nha. Phụ khí khô, tao không có buồn phiền giận dỗi gì bạn bè hết đó. Sao nghĩ chi cho mệt vậy? Chỉ là tao, nói chung là tao có nhiều chuyện để suy nghĩ lắm, vậy nên tao mới hỏi mày. À, có phải là mày đang yêu đúng không? Nếu phải thì nói cho bạn bè biết với mày. Thì thật ra nếu mà nói chưa yêu á, thì tao cũng đang nói dối với bản thân mình. Mà nếu như nói là tao đang yêu cuồng nhiệt, yêu say đắm, thì lại càng dối lòng hơn. Mày sến lắm nha mày. Già cái đầu rồi mà cứ thích giỡn giống như hồi trước không à. Mày ha, mà cứ như vậy á, thì làm sao người ta biết được tâm tư của mày? Thà thẳng thắn mà tỏ tình một lần nữa, có phải hay hơn không? Thực ra thì tao cũng đang mong chờ một thời gian nào đó để tao và cô ấy có thể xích lại gần nhau hơn, để tao có thể thẳng thắn tỏ tình. Nhưng thực tình thì... Mà nè, tao có thắc mắc. Cái hôm mà Kim Cương bỏ nhà đi tìm Ruby á, tao đã đi cùng với cô ấy. Mày biết đúng không? Biết chứ sao không biết. Thà tao không nói thôi. Tao thấy ông chủ rất thương con, nhưng mà đối với Ruby á, thì có phần lạnh nhạt. Không lẽ con gái nhỏ đi khuya chưa về nhà mà ông chủ có thể ngồi yên không tìm kiếm hay sao? Mày không hiểu thì cũng phải thôi. Tính tình của ông chủ kỳ lạ lắm. Giống như tao nè, gắn bó với ông bao nhiêu năm, nhiều khi còn không hiểu ông nữa. Giống như cái chuyện vừa rồi, Kim Cương vô cùng quyết liệt muốn đi tìm em gái của mình, và ông chủ cũng thừa biết là Kim Cương sẽ không bao giờ để cho Ruby xảy ra chuyện gì đâu, biết hết á. Đúng là càng nói tao càng thấy khó hiểu. Nhưng mà tao chỉ tò mò chút thôi, đừng để ý làm gì ha.
Dạ cảm ơn ba. Thạch Anh, con ăn món này đi. Món này con thích nhất nè. Mẹ kêu làm riêng cho con đó. Ăn đi cho mau lớn, để còn làm chuyện lớn với ba nữa. Giờ con không thích ăn nữa. Ruby, mấy món này em cũng thích ăn mà. Nè, để chị Hai gấp cho. Dạ. Yeah. Ăn đi. Ruby. Dạ. Ba gọi con hả? Con xin lỗi ba. Con không có cố ý làm cho gì à, ba giận. Ba không có ý la con. Con không cần phải khẩn trương như vậy. Ba có nghe chị Hai nói con làm mất sợi dây chuyền ba tặng con ngày sinh nhật rồi phải không? Dạ. Con xin lỗi ba. Tại con ngu quá, con không biết là người ta lừa con. Con... chị Hai ơi. Đây, ba tặng con. Lần trước sinh nhật của con, ba có chuyện gấp nên không có để ý. Coi như là ba bù lại cho con. Nhưng nhớ giữ cẩn thận nghe con. Nè, ba tặng em đó. Mau cảm ơn ba đi, sao ngồi im ru vậy? Dạ con... con không thèm ăn nữa, con no rồi. Tôi cũng no rồi. Dì ơi dì, dì ngồi lại ăn cơm đi dì, để con vô phòng cho. Con không cần phải đi đâu hết. Ai giận lẫy thì không cần ăn nữa. Ngồi xuống đi, ngồi xuống ăn đi. Nè. Đây, ăn đi con. Dạ, cảm ơn ba. Em ăn đi. Thích rồi nha. Nè cô em, uống rượu một mình buồn lắm. Em qua bên đó uống với tụi anh cho vui. Tiền rượu của em đêm nay á, để tụi anh lo cho. Em muốn uống bao nhiêu thì uống. Nè em, em ra giá đi, bao nhiêu anh cũng chịu. Em là nay mới phải không? Em đừng có làm giá nữa. Ok, anh sẽ trả cho em gấp 3. Miễn là... Ây da. Ây da. Đại ca, có sao đại ca, có sao đại ca? Đỡ đại ca vậy? Đừng đánh đi ca nổ mày. Con quỷ cái. Mày dám với tao hả? Đánh đứa cho tao được mày. Chị Hai. Sao vậy? Giờ này mà em gái của chị còn ngồi mơ mộng cái gì vậy hả? Ủa, sao em vẫn chưa xem ba tặng cái gì hả? Không lẽ vui tới mức mà chưa dám mở ra? Em sợ là nếu mình mở hộp quà ra, nó sẽ trở thành một giấc mơ. Bùng một cái, nó biến mất luôn. Em cũng không dám tin á, ba lại tặng cho em một món quà như vậy. Nhất là sau khi ba biết em làm mất sợi dây chuyền đó Hai. Em khờ quá à. Có gì đâu mà bất ngờ. Em á là con gái của ba. Em lại ngoan như vậy, sao mà ba không thương em được chứ? Lúc mà em chưa về nhà, ba cũng rất là lo. Cho nên biết em làm mất sợi dây chuyền, nhưng mà ba không hề nổi giận, mà còn chuẩn bị cho em một sợi khác nữa, thấy không?
chị hai. Chỉ cần được như vậy thôi thì em sẽ chịu đựng tất cả sự học hành của Thạch Anh và sự khắt khe của dì Hà Băng nữa. Em chịu được hết. Em không có cần phải chịu đựng gì hết. Trong nhà này em cũng là người thân của ba, không ai có quyền làm khó dễ em hết đó. Nè, em mở ra coi coi ba tặng em cái gì vậy. Chị cũng hồi hộp quá nè. Lẹ lên. Vậy em lẹ mở đi nha. Wow, đẹp quá trời luôn. Đẹp quá chị hai ơi. Cái này á còn đẹp hơn cả sợi dây chuyền cũ nữa đó chị hai. Nè, em có biết tại sao ba tặng em sợi dây chuyền này không? Mặt đá đỏ này nè là ngọc ruby, tức là viên hồng ngọc, cũng là tên của em đó. Trong lòng của ba, em cũng là một viên ngọc quý chứ bộ. Chị hai, em hiểu rồi. Em cũng là con gái của ba, và từ bây giờ em sẽ tin vào điều đó. Em không phải việc gì mà phải sợ hãi bất cứ một chuyện gì nữa hết, đúng không chị hai? Đúng rồi. Chào cô chủ. Anh tới từ sáng giờ rồi. Anh ở phòng chú Thiết đó. Ai thèm tìm anh. Không gặp anh á, em còn thấy khỏe hơn, đỡ mất công gây lộn, hào hời tổn sức. À, chắc là kẻ lộ không lại anh cho nên mới cằn nhằn chứ gì. Thôi được rồi, kể từ đây về sau á, anh sẽ nhường em, để cho em dưỡng hơi, dưỡng sức, giữ gìn nhan sắc nữa. Cảm ơn lòng tốt của anh nha. Nhưng em á, không có cần đâu. Em chưa bao giờ chịu thua anh hết. Anh đừng có mơ mộng nữa. À, hình như bữa nay em học buổi chiều phải không? Ừ. Buổi sáng có muốn đi đâu chơi không? Anh lên xin chú Thiết rồi sẽ đi cùng với em. Lâu lắm rồi anh chưa có thấy em đi chơi. Em thấy đề nghị vậy được không? Không có cần. Gần đây á em không có tâm trạng, với lại em đang định chuyển qua khoa sáng tác, cho nên em cần phải có thời gian để làm bài thuyết trình gửi cho thầy cô. Em cảm thấy hơi căng thẳng chút xíu. Có gì đâu căng thẳng, em giỏi quá mà. Mà anh nghĩ em mà sáng tác á, chắc là bay bổn đến nỗi mà thầy cô níu kéo không lại không kịp đâu ha. Lạ thiệt đó nha. Anh đang khen em đó hả? À, thì nghĩ sao nghĩ, khen cũng được mà an ủi cũng được. Tùy theo người hiểu ha. Phải rồi, em biết mà. Dễ gì mà anh khen em. Anh mà khen em á hả, mây gió bão bùng, trời mưa ngập lụt luôn. Mất công người ta lại khổ nữa. Thôi, không thèm nói chuyện với anh. Em đi vô. Không biết lòng tốt của mình đến bao giờ người ta mới hiểu. Lã Sát Bình Lượng báo cáo cô phèn chính xác tới lầu chưa? Cao Bằng và Hà Bằng, ai là kẻ nói dối? Dạ thưa ông chủ, không ai nói dối cả. Ai cũng có cái lý của mình. Bà chủ cũng có những điểm khó khăn. Muốn tạo được thế vững chắc trong căn nhà đó để đạt được mục tiêu của chúng ta thì... Còn việc bà chủ muốn trừ khử hai đứa con gái của tên Thiết, em cho là cũng rất hợp lý. Vậy còn Cao Bằng, có thật là cậu ta chưa có lòng thái gì gọi là phản bội không? Cao Bằng thì ngoài việc qua lại với mấy gã giang hồ tép riêu theo kiểu có bạn ngồi nhậu thì hắn ta không có gì đặc biệt cả. Cậu ta vẫn tận tình bảo vệ cho bà chủ và cậu Thạch Anh, không dám sơ suất. Còn tên bố già Thiết thì không có nghi ngờ gì đặc biệt, ngoài việc là không thích gần gũi đứa cháu vợ này mà thôi. Ra lệnh cho Phan, nếu thấy cậu ta có chỗ nào không thỏa đáng thì cứ xử lý ngay.
Tao không muốn nhìn thấy ai qua mặt tao. Nghe rõ chưa? Dạ rõ, thưa ông chủ. Hay là nhiệm vụ theo dõi sói lực cứ giao lại cho Chết. Tôi và cô cùng bay về bến. Ông là ông chủ, ông muốn như thế nào là quyền của ông. Nhưng với một nữ sát thủ như tôi, không muốn chết hèn dưới tay của bà chủ. Tôi không quen nói lời cảm ơn đâu. Tôi không có giúp cô, nhưng mà tôi không muốn người khác gây ra rắc rối vì tôi. Là sao? Tôi làm gì quấy rầy tới anh? Không phải cô vì muốn theo dõi tôi cho nên mới tới chỗ này hay sao? Và đây cũng không phải là lần đầu. Tôi nói có đúng không? Nếu như cô muốn biết hành tung của tôi thì đừng có đến đây nữa, vì chẳng mấy khi tôi có mặt ở chỗ này, và bọn người ở trong đó cũng không dễ đối phó được. Ông chủ đã từng dạy cô, trong lúc làm nhiệm vụ, điều quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho bản thân mình trước. Nếu như anh biết tôi theo dõi anh, sao anh không xử tôi luôn đi, còn cứu tôi làm gì? Cô đừng quên, chúng ta cùng một điểm xuất phát. Tôi cũng sẽ không cản trở cô làm nhiệm vụ, bởi vì tôi cũng có nhiệm vụ cần phải làm. Nếu cô không quen nói lời cảm ơn, cô không cần gì tôi mà phá lệ đâu. Bà chủ, tôi đã cảnh báo bà, nơi này vẫn chưa an toàn. Cuộc gặp mặt của chúng ta... Cô dám cảnh cáo tôi sao? Tôi không dám. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ nhắc để bà an toàn. Giờ bà nói đi, mục tiêu là người nào? Ai dám trái lại hành động của bà? Một con bé mới lớn, là con riêng của bố già Thiết. Trong hai chị em nó, cô muốn xử lý đứa nào trước cũng được, nhưng lần lượt phải giải quyết cho xong. Tôi không thể nào tiếp tục nhìn thấy tụi nó nữa. Sao hả? Cô có nghe tôi nói gì không? Hai đứa con riêng của bố già Thiết, tôi nghĩ bọn chúng không phải là đối thủ của cô. Chỉ cần cô ra tay nhẹ nhàng thì bọn chúng sẽ biến khỏi mắt tôi. Cô là người nước ngoài, ông ta nhất định không bao giờ ngờ tới. Mục đích chúng tôi sang đây không phải để đối phó với những người không có khả năng tự vệ. Xin bà hãy nhớ, mục đích của chúng tôi sang đây là để làm gì? Sao hả? Bây giờ cô muốn dạy khôn tôi à? Cô cũng như Cao Bằng, nuôi mà móng phản bội. Bà chủ, ông chủ muốn hỏi bà có tìm được nơi mà bố già Thiết cất giấu viên kim cương xanh hay chưa?
tôi có thể làm được gì trong khi chướng ngại vật không ai chịu san bằng hết. Tôi sẽ nghĩ cách. Cô báo lại với ông chủ, khi nào có manh mối tôi sẽ xin gặp. Ủa, Thạch Anh, xem vô phòng của chị. Tao thích thì tao vô thôi, quyền của tao mà. Thạch Anh, sự dây chuyền của chị mà sao em lấy vậy? Trả lại đây cho chị. Không có gì là của mày hết đó. Trả lại đây cho chị, Thạch Anh. Thạch Anh, trả lại đây cho chị. Thạch Anh, đứng lại Thạch Anh. Trả dây chuyền cho chị đi Thạch Anh. Thạch Anh, Thạch Anh, đứng lại. Thạch Anh, trả lại đây cho chị đi. Em đừng có phá chị nữa được không? Chị xin em đó. Tao nói phá thì phá được không? Còn cái này tao ném ra ngoài đường, cho ai lụm thì lụm. Không được đâu Thạch Anh, sợi dây chuyền này quý giá với chị lắm. Chị năn nỉ em, trả lại đây cho hai chị em đi. Em của mày vậy? Em muốn gì cũng được hết, em muốn lấy gì của chị cũng được hết. Nhưng sợi dây chuyền này thì không được. Nó quan trọng với chị lắm. Trả lại cho chị đi. Vậy mày càng thích chị thích càng sẽ không trả. Tao sẽ ném ra ngoài đường, cho ai lụm thì lụm. Trả lại đây, trả lại cho chị. Thạch Anh, Thạch Anh, trả lại đây nè, em đứng lại. Thạch Anh, vậy mày đứng lại nha, nếu mày bước một bước tao sẽ thả xuống hồ đó. Không được Thạch Anh, nó quan trọng với chị lắm. Trả lại đây cho chị đi Thạch Anh. Cái gì mà càng thích thì tao càng không trả thôi. Thạch Anh nè, lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi nè. Cô chủ, Thạch Anh. Thạch Anh, Thạch Anh ơi, em tỉnh dậy đi Thạch Anh. Thạch Anh ơi, Thạch cô Anh. Chủ, cô chủ. Thạch Anh, Thạch Anh ơi, Thạch Anh, em tỉnh dậy đi mà. Thạch Anh, Thạch Anh ơi, Thạch Anh, Thạch Anh, cô chủ. Thạch Anh, cô chủ. Thạch Anh, Thạch Anh ơi. Cô chủ, Thạch Anh ơi, Thạch Anh, Thạch Anh ơi, em tỉnh dậy đi mà Thạch Anh. Cô chú, Thạch Anh, Thạch Anh, Thạch Anh ơi, Thạch Anh. Tôi nghĩ đây là thời điểm mà ông chủ nên giải quyết sự hiểu lầm này càng sớm càng tốt. Có thật sự là ông chủ chưa bao giờ nhìn thấy viên kim cương quỷ quái đâu phải không? Lời đồn cứ tung ra từ mọi phía, cứ như vậy sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Mọi băng nhóm có thể chuyển từ bạn thành thù chỉ vì nghi ngờ lẫn nhau. Tôi nghĩ tốt nhất ông chủ nên một lần giải tỏa hết sự hiểu lầm. Vậy chú muốn tôi phải làm sao? Chẳng lẽ nói với bọn họ đừng làm khó tôi? Tôi không hề liên quan đến viên kim cương xanh đó. Thì vậy. À, tôi chợt nghĩ có khi cô hai bị bắt cóc đến hai lần đều liên quan đến viên kim cương xanh này. Bọn chúng muốn dùng sinh mạng của cô hai để một ông chủ lòi ra viên kim cương xanh này. Càng lúc tôi càng thấy lo lắng cho sự an toàn của cô hai. Chú cũng quá biết tôi yêu kim cương của tôi hơn bất kỳ thứ gì ở trên đời này. Sao chú có thể hỏi tôi một câu thừa thãi như vậy? Có điều, dù tôi có lên tiếng giải thích, chú nói
tôi phải tìm ai để giải thích những chuyện này chứ. Tôi nhờ chú điều thêm người bảo vệ kim cương từ xa, đừng để nó biết sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Hy vọng chú có thể giúp tôi chuyện này. Ok. Ông chủ nói như vậy là tôi giận đó. Tôi coi cô hai như là con cháu trong nhà, dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cô hai chứ. Nhưng trong giới này, ông chủ cũng đã biết tất cả đều rất khó lường. Vì vậy tốt nhất chúng ta nên đề phòng bất trắc từ mọi hướng. Thạch Anh à, Thạch Anh, còn có sao không vậy? Hả? Có chuyện gì? Tại sao nó lại bị như vậy? Bà yên tâm, do cậu chủ bất thình lình bị rớt xuống nước nên tạm thời ngưng nhịp thở, nhưng mà không có gì nguy hiểm rồi. Nó có tiền sử bệnh suyễn nên rất sợ nước. Bình thường tôi đã không dám cho nó tập bơi, thậm chí không dám cho nó tới gần hồ bơi. Tại sao nó lại té xuống nước chứ? Là ai? Ai đã đẩy Thạch Anh xuống hồ? Sao tự nhiên biết tên cúng cơm của tôi vậy? Trời ơi, có gì đâu khó khăn. Em hỏi cái là ra liền à. Kim Cương nó nói á, anh cứ hỏi nó về em hoài à. Có chuyện gì á, anh cứ hỏi thẳng em. Mắc mớ gì phải hỏi nó. Anh hỏi cái, em xà vô người anh liền á. Nếu thật sự ông có viên kim cương quý giá đó ở trong người, thì điều quan trọng ông có giữ tới bây giờ hay không. Nó quý giá quá mà, khư khư giữ trong người để làm cái gì? Theo lời của Kim Miên nói là Kim Cương đi một mình chứ không hề bị bắt cóc. Tôi biết rõ tính tình của Kim Cương hơn ai hết. Không phải tôi muốn trách cậu, việc đối phó với một đứa năng động như là Kim Cương, tôi từng đặt lòng tin tưởng vào cậu rất nhiều. Thì có thứ gì quý giá? Có gì quý giá mà đến mức ra tay độc ác như vậy hả? Chị ơi, con không có cấu mà gì. Thầy, thầy đã... Đứng lại. Chẳng phải tôi tốt lành gì mà nhắc nhở cậu, nhưng tôi không muốn bị ông biết nghi ngờ rồi dẫn đến mất lòng tin chỉ vì cái lý do hết sức vớ vẩn. Cậu nghĩ nếu như tin tức cậu bị sa thải chỉ vì lý do cậu nảy sinh tình cảm với con gái của ông, thì ông chủ sẽ xử lý cậu như thế nào đây? Cái gì vậy? Thạch Anh, đừng mà. Thạch Anh, Thạch Anh, Thạch Anh,